Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bữa nay hai anh em mình sẽ làm món thứ dữ. Bữa nay quyết định làm món thứ dữ thì được. Một hồi cho bạc bạc mí cho bạn coi có cái trò mới, cái môn mới. Đây con gà. Bữa nay đầu tư dữ lắm á. Bữa nay đầu tư kinh khủng luôn á. Đây gà. Gà này là gà vườn, gà chạy bộ, ăn gà bao bộ. Ngon. Gà trống. Con gà trống. Có mầm. Bây giờ ốp hoa chuẩn bị ướp, xong rồi hai anh em mình sẽ ra vườn nướng. Nướng cái gì tí biết. Giờ em sẽ giả. Em sẽ giả tỏi, củ hành tím với ớt trước. Mấy con gà mẹ mình nuôi á, nó lớn không kịp với Út Thu bạn ơi. Nên con gà đó là để chợ mua đó. Xử quá, xử hết bà gà mẹ luôn, lớn không kịp luôn. Em làm anh muốn mang mà để hữu. Ếch quậy gì đó, ôm chùm nó ếch. Nè, nó xuống tới trục giác nó ra. Bây giờ cũng như hạn chế quay con nít nữa. YouTube giờ nó căng cái vụ chủ đề của con nít quá. Đó là cái cối quyền hội của mami á. Mẹ chào bé quay cho nghe. Một hồi mẹ xuống mẹ đánh đàn rồi em đi về. Quậy quá bạn ơi, Nghĩa với Lực hai anh em nó quậy quá. Tối ngày mẹ chửi xuống đây. Bỏ nhà đi bụi. Cái này mình ướp đừng có nước nhiều. Nước nhiều sợ hồi nó sẽ chảy. Dầu nào. Sa tế nè. Sa tế nó cay mà nó thơm lắm. Sa tế nó có dầu rồi cho nên em không có chế dầu. Nhà mình thì nói chung chỉ có mình với ba mình thì ăn cay. Ổn Thu với mẹ mình nói chung ăn cay không có giỏi. Ngủ vị hương. Em để xem mấy tí. Để một tí cho nó thơm. Sao cô để cấu lên cái dĩa là đã không? Nó đứng không có được. Nó đứng không có được cho nên là phải để như vậy. Cái này là ăn bao ngon luôn. Bao ngon. Anh em đầu tư quá trời luôn mà. Mà khoe hạng bạn coi đầu tư cái đó nè. Đầu tư nước tương vô. Thơm phức, cay cay. Mình xôm con gà cho nó thấm gia vị. Đúng rồi, hay quá ta. Trời, giỡn hoài. Chứ dễ mình quá. Nó xôm giống như kiểu mà xôm lương kiểu hồi đó bạn bắt lương á. 30 phút là xong rồi.
cơm cho nó thấm, để họ nó thấm. Mày quậy quá ớt ơi ớt. Ớt ơi là ớt. Hai anh em mày quậy tao quá. Anh em đi về đủ chơi rồi. Đủ rồi hả? Quậy quá mà. Cài nó cài con dơ. Trời ơi, dính cái xe hồi rồi. Rồi. Hai đứa quậy quá mày bị đuổi không? Đuổi tôi cũng phải quay về nhà thôi, chứ đây đâu phải là nhà. Giờ trong đoạn mình ướp nó cho nó thấm. Ướp nó. Hồi mình đem đi nướng nó, đi quay nó. Quay gì? Gà nướng quay. Ừ, ghê chưa, ghê chưa. Gà nướng, gà nướng, gà quay, gà quay chứ. Đó. Ướp gia vị vô bắt đầu nó lên màu thấy đẹp ha. Thơm rồi đó. Hấp dẫn chưa? Thơm rồi, thơm. Ăn quạng hồi mưa nữa, thấy gió quá trời gió à. Ta đang bảo mà không mưa sao được. Con gà này nhậu ba kết bia không hết. Giả. Giả em nó thơm hơn. Chứ bằm nó không thơm, nó trước bằm nè. Em thấy giả rồi nó thơm. Em rồi đó. Nhìn hấp dẫn chưa? Một hồi nó nướng nó kìa, bắt đầu nó lên cái mùi thơm kìa. Lúc đó mới hít à, hít à, chảy nước miếng. Là món gì với nướng mà ăn là khỏi chê mà. Món nướng như gà, cá hay là thịt chẳng. Xong, giờ ớt đi, khoảng nửa tiếng đi. Chứ mình đi ra ngoài kia mình nảy than. Giờ hai anh em mình bắt đầu ra sau vườn chiến đấu nè các bạn. Chiến đấu nè. Đó đây, tới tên. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Công phu ghê chưa. Cái lu này nó chơi với cái lu của mày á, mình mua lâu lắm rồi. Không có sử dụng tới. Giờ hai anh em mình bỏ gà vô đây nướng. Than này mình nhúm ở ngoài cho nó cháy trước các bạn, sẽ bỏ vô trong nha. Mấy bạn mà bỏ vô trong á mình nhúm nó hơi khó. Thì bên trong này nè, ở đây chỗ này mình dẹt cho nó trống ra. Tại vì một hồi mở đồ nước rồi nó chảy xuống là con gà nó bị tắt lửa à. Bởi vì mấy bạn để trống chính giữa. Đó, cái này cái sắt để ngang nè. Đó, cái cọng kẽm mình thiết kế các bạn thấy hay không? Mình nhìn nó hơi cao thôi. Cái này phải chim lên mới được. Không, anh làm cái này ngắn lại. Sọt dưới đây đi. Đúng rồi. Rồi thử ra. Ừ, có con kẽm cuột cũng lợi hại chứ bộ. Vậy vừa nè. Anh làm cho này hơi cao. Một hồi cái gì mình chở bề con gà xuống hết, đừng vậy. Một hồi cái gì mình móc ngược con gà lên để cái chân nó xuống dưới lại hai bên. Đó, im. Cái hơi này bạn thấy gì cho nó nóng dữ lắm. Luôn. Mình nướng trực tiếp vậy luôn, mình không cần phải đậy nắp lại. Đậy nắp lại sợ khói nó ấy lắm, nó hôi con gà mà. Khói. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa. Trời ơi, út tôi còn chét chét bật quẹt nữa kìa. Thơm lắm đó. Đây có nào mà hư cái lu này không? Lu hư rồi. Lu hư là ổng bả đủ tao mày ra khỏi nhà thiệt luôn, chứ không phải chơi đâu. Cái lưu huyền thoại của mẹ mình đó. Nó mua mấy chục năm rồi đó. Hồi lúc trước là để ủ làm nước mắm mà. Thời cái linh sổ mình giăng lưới á. Rồi sau này không còn cá linh nữa. Bây giờ không có làm nước mắm nữa. Đầu tư ghê chưa. Ừ, ghê thiệt, ghê thiệt. Một hồi nó bắt đầu nó thơm lên, nó vàng lên rồi nha. Rồi, vô ngủ. Vô ngủ. Tào lao. Hôm nay phải canh me nó không, không ngồi nó khét. Cũng lâu lắm đó. Ừ, không nhưng mà anh nghĩ chắc không lâu hung đâu. Tại cái hơi nóng của cái lu nó dồn vậy đó, dữ lắm. Mời các bạn nha, nhãn xuồng cơm vàng. Tại mới nhúm than không, quất luôn, không sao.
Ngon. Đó. Quá trời gió luôn. Tụm gậy dưới đây bão không? Mong mà đừng có mưa nha, gió gió kiểu này như mưa lắm. Mưa là anh em mình cầm cái lu chạy vô nhà luôn chứ sao vậy. Này để sâu xuống quá thì sợ nó khét. Không, cao lên khoảng chút vậy được rồi. Không có gì mình chở đậu nó lại. Đầu nó mắc vô cái cánh kìa chứ ấy là nó đụng luôn á. Bạn thấy giờ bắt đầu rồi, kéo đem mây đen tới rồi đó. Chuẩn bị. Hôm nay hai anh em mình đổi địa điểm mới. Góc chuối kia nó muốn chết rồi, bây giờ tới qua góc nhãn Thái nè. Góc nhãn Thái này mà nó chết ổng bả cạo đầu hai anh em mình thiệt luôn. Mới nghe cái rắc rồi đó. Cái gì? Cái than nó nổ. Sợ tét luôn nè. Tào lao. Mới cái rắc rõ kìa. Không, không đâu, dễ gì. Mất quá ra đường ở thôi, gì đâu. Nướng con gà mà ra đường ở vậy đó. Một hồi nó chừng nào thấy nó nhiễu mở xuống bắt đầu lúc đó là gọi là gà nó gần chín rồi. Khô lại. Nó có biểu hiện. Mới chở bề gà xong bạn, chuẩn bị chiến đấu được rồi đó. Bạn thấy mê không? Thấy thèm chưa? Các bạn nào chơi nước miếng chưa? Nhìn quá hấp dẫn. Như luyện của âm chân kinh vậy, thối vai quá trời. Quá trời gió luôn à. Hôm nực nồng luôn á. Màu người ta thấy đẹp, lên màu thấy đẹp liền. Lên màu đẹp liền. Gió quá trời gió à. Không coi nè. Gió ghê hồn không? Cái củi này là mẹ mình mới để dành đó. Thấy chứ chậm mau lắm bạn ơi. Thấy nhiều vậy chứ mau kỳ à. Tại thường nấu ăn đó, làm clip nên tốn củi dữ lắm. Rồi mấy cái ổi nó chết á. Bởi vì mẹ mình mới đốn rồi chắc rồi. Rồi bên kia hôm mưa quá trời mưa, nó động dũng luôn rồi. Như cái mương luôn. Ở đây đựng cho cái là nó hơi mát mẻ mà. Dưới góc sòi huyền thoại. Mai mốt làm cái bếp nấu ở chỗ này luôn. Mấy cái ổi này ba mình cũng chiết nè. Ông đang ươm. Chuẩn bị trồng tiếp. Mấy cái ổi cũ nó chết quá trời. Trồng xen kẽ vô. Cái cổ út mình. Khói quá trời khói. Đó, gà thơm phức, mình đứng dưới gió vậy, chịu không nổi mà. Quá trời thơm. Ở đây quậy cái gì? Thôi, đang chú Hai đang quay phim. Trời. Đừng ẩm em ra. Trời ơi. Thù dùng quạt ba tiêu đang quạt. Bữa nay hai anh em mình chơi cái lu chơi món mới, bởi vì gió trời mưa bão quá trời. Lên màu đẹp rất là hay. Đó đó đó, trời. Công sức của hai anh em đó. Ủ lên màu bạn ơi, coi mê không? Hít à, hít à. Các bạn nào chảy nước miếng nói nha. Xíu nữa xong luôn con gà rồi. Chút xíu nữa là nhịn luôn rồi. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Này mình chấm với salad rồi ha, muối ớt rồi. Kéo hai khất bia tới là thôi rồi. Không biết đường về. Lụm. Lụm gạo.
thơm rồi đó hai ơi. Mình đứng xa xa đi mình cưỡng không lại mà. Quá hấp dẫn bạn ơi. Thơm cực kỳ luôn. Em nghe mùi thơm rồi đó. Thứ gì chịu nổi đây. Chủ kìa nó vàng cháy lên luôn rồi. Nó cái này nó chín rồi nè, nó khô rồi. Còn phía dưới nữa chút xíu nữa là xong. Rồi, chín rồi, chín rồi. Để các bạn thấy không? Dở lên, dở lên. Rất là hấp dẫn. Ừ. Ồ nè. Cái điều cái là cái mỏ con gà thì hơi sơ sức chút xíu. Nhưng mà vậy nó rất ngon các bạn. Làm đầu tiên mà. Lần đầu tiên anh em làm món này á. Ảnh hơi bị đen. Nhìn quá hấp dẫn. Thơm ba. Em. Ồ thơm quá. Đó. Chiến đấu thôi, chiến đấu thôi. Lặn nó ra. Giống gà quay lắm chứ bộ. Nóng không? Nóng rồi lấy cái kéo cắt máy hả? Ôi, nhìn cái đồ chảy nước miếng thiệt chứ. Ốc hù trang trí cái bông hoa gì đâu mà nó tập lép luôn rồi kìa. Thử cái đồ, trời ơi. Thiệt luôn á, cái bông giờ không mấy luôn. Đó. Gió quá trời gió rồi, chuẩn bị mưa. Nóng quá. Mới nướng xong. Còn nóng hổi. Thu nướng sơ sức cái đầu để Thu ăn. Còn cái mọng gà thành cái gì đây, thành cục than luôn rồi. Tại nãy sơ sức bạn rồi nó cái đầu nó thòng xuống mấy đầu đó, thì cái cổ nó quắn lên. Ngồi gót xuống lúc nào cũng hay. Rồi rồi. Ăn em cái mình. Ba cái đùi. Nhận cái tiêu chanh đi. Tiêu chanh vô. Này. Nướng này cũng vừa chín à. Công nhận mình để trong cái lu á bạn, mình thấy nó mở nắp lên trên nha, mà các bạn thấy nó mình vòng tròn phía dưới rồi á, ở giữa cái lu ở trên á. Cậu nóng ghê hồn luôn á. Đó. Đó mà nếu mình đẩy nắp mà không biết như thế nào luôn, trời nóng cỡ nào á. Mình sợ đẩy nắp lại sợ nó khói, nó hôi. À. Nãy con nghe rắc rắc đó bà. Đâu có, nãy than á, than nước á mà lúc nào cũng vậy, nhúm nổ nổ. Nướng cái này cũng êm giống như gà nướng muối ớt á luôn. Ủa, lá xài rớt luôn. Trời ơi, nhìn những miếng thịt. Nóng quá. Xin lỗi, chịu không nổi. Cắt, nhìn nó rất là đẹp.
hai cái đầu nè. Rồi cảm ơn ha. Ui cái đằng. Mời cả nhà nha. Sao 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 khẩu vị ngon. Thế nào ngon. Ngon rất là xúc tích quen thuộc. Thơm lắm á. Này mẹ mình đã ăn chay bạn nên không có ra ăn được. Vừa ăn không? Hả? Vừa ăn không? Vừa. Ra nó giòn rồi, chấm nó rất chua chua ngọt ngọt phải không? Cay cay á. Mời các bạn nha. Cái da ngon lắm luôn á cả nhà. Cái da. Da gà. Giống như vậy. Quay á. Chua. Chấm này nữa chua chua cay cay ăn. Chua chua cay cay. Cái da gà nướng luôn này giống hệt như cái kiểu mình quay vậy á. Giống hệt vậy luôn á, da gà. Cái nó giòn giòn như heo quay. Nói mình nướng mà cái da nó không giòn mà nướng vô luôn rồi cái da nó giòn khúng rồi. Nó khô. Nghe nghe sọp sọp sọp. Không cắt heo quay chút nào. Đâu cài mấy đâu. Nó có cài đâu. Để cho tới hết rồi. Làm lần đầu tiên á sợ nhiều lúc bảo đảm luôn. Vừa sợ nó không chín mà vừa sợ nó khét. Không, thiệt. Mà hơi là thành công. Vậy là quá thành công rồi. Màu đẹp nữa. Ăn già ăn cổ. Ừ. Mà phải công nhận là cái này mình nướng luôn các bạn, cái da nó ăn rất là ngon luôn, nó giòn cục mà. Ăn mà muốn lựa da ăn luôn. Các bạn hôm nào làm thử nướng lùi đi, bạn sẽ thấy cái da nó dai mà nó ngon cực kỳ luôn, phải công nhận như vậy. Mấy cái da mà heo quay các bạn từng ăn nó như thế nào là nó giống thịt vậy luôn á. Còn gà mà mình nướng ở ngoài á, cái da nó không có giòn dai. Rồi sao nướng lùi này cái da nó giòn dai ngon cực kỳ á. Và sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.